Những lần Trấn Thành ra tay xóa tin đồn tan vỡ với Harry Won. Vừa qua, đám cưới của Diệu Nhi và anh Tú đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cùng với chuyện tình 7 năm ngọt ngào, viên mãn, ngày trọng đại của cặp đôi còn khiến dư luận xôn xao với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt. Trong đó, Trấn Thành là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Cụ thể, Việt Nam MC xuất hiện lẻ bóng cùng khoảnh khắc khiến nhiều người cho rằng anh bật khóc trong tiệc độc thân đã khiến dư luận xôn xao nghi vấn anh và bà xã Harry Won trục trặc. Tuy nhiên, cho đến mới đây, bài đăng của anh đã xóa tan tin đồn nói trên. Theo đó, đăng tải trên trang Facebook cá nhân, anh chia sẻ đoạn tin nhắn với bà xã khi cô đang ở Hàn Quốc. Được biết, sau khi Harry Won xem kho ảnh lúc đi hết mình, lúc về hết hồn của ông xã, cô đã ngay lập tức gửi tin nhắn dằn mặt, được cái là không khiêng được vợ, con gái khác có sức khiêng, vợ thì không. Trước tin nhắn này của bà xã, nam MC đã ngay lập tức phải thanh minh, có khiêng vợ mà, hồi xưa yếu, giờ mạnh rồi. Chưa dừng lại ở đó, bên dưới bài đăng, Sam cũng để lại bình luận giải thích: chị Ri ơi, khiêng kiểu này không ham đâu, em sức luôn cặp mi giả và uống mấy lít nước hồ bơi rồi ấy. Đây không phải là lần đầu tiên mà Trấn Thành và Harry Won vướng tin đồn rạn nứt. Theo đó, cách đây không lâu, cặp đôi vướng nghi vấn hôn nhân trục trặc khi nữ ca sĩ đăng tải hàng loạt dòng trạng thái thể hiện tâm trạng buồn bã lên trang cá nhân. Tuy nhiên, trước những đồn đoán trên mạng xã hội, MC Trấn Thành không hề lên tiếng, nhưng khéo léo có động thái đập tan tin đồn bằng cách để lại những bình luận ngọt ngào thể hiện tình cảm với bà xã trên trang cá nhân, khiến người hâm mộ thở phào. Không chỉ xóa tan những tin đồn ác ý liên quan đến hôn nhân, mà không ít lần nam MC đứng ra hết lời bảo vệ bà xã. Anh từng gay gắt phản bác lại anti fan khi bà xã bị châm chọc: nếu bạn còn ăn nói vô văn hóa như vậy thì xin mời đi ra, không nên vào đây rồi ăn nói bậy bạ như thế, chúng ta là những người văn minh nên không ăn nói được như vậy đâu bạn. Song song với đó, ở một diễn biến khác, trước những ý kiến cho rằng anh quá chiều vợ cũng như khuyên Harry Won nên chia sẻ việc nhà với chồng, trước ý kiến này nam MC đã ngay lập tức bày tỏ quan điểm: người phụ nữ hạnh phúc nhất là người không cần làm gì cho chồng mà chồng vẫn yêu. Người phụ nữ thông minh là người hiểu rõ chồng mình muốn gì và đáp ứng điều đó một cách khôn ngoan. Biết là bạn có ý tốt, nhưng cảm ơn vì tôi thích chăm sóc và vợ tôi đang làm rất tốt vai trò còn lại. Có thể thấy, chỉ một động thái nhỏ nhưng Trấn Thành và Harry Won không chỉ đập tan nghi vấn hôn nhân trục trặc mà cả hai còn ngầm thể hiện được tình cảm hạnh phúc, viên mãn. Thêm vào đó, mỗi khi vướng lùm xùm trên mạng xã hội, cặp đôi đều nhanh chóng xóa tan tin đồn bởi loạt hành động, cử chỉ thể hiện tình cảm với đối phương.